Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tech Giao Show nha. Và video này mình xin chia sẻ các bạn cách để thể quản lý được luồng âm thanh trên phần mềm OBS Studio nha. Thì trên kênh mình đã có chia sẻ hai video để quản lý âm thanh. Thì video nhất là cách để tách âm thanh của mic và game khi mà bạn đang quay màn hình bằng OBS Studio. Và video là áp dụng bộ lọc filter của mic trong OBS vào các phần mềm nói chuyện giống như Zoom nè, Discord nè, Zalo, Messenger. Thì hai video đó là quản lý cơ bản nha. Còn video này mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Rồi thì âm thanh trên máy tính thường là những âm thanh như là hệ thống Windows nè, âm thanh game nè, âm thanh mic nè, âm thanh giọng nói của các phần mềm giao tiếp như là Discord nè, Zalo nè, Zoom nè. Thì quản lý các luồng âm thanh giúp các bạn thì tắt bật được những âm thanh mà bạn không cần thiết khi mà bạn đang livestream hoặc là quay màn hình game nha. Rồi mình sẽ bắt đầu luôn nha. Rồi bây giờ đầu tiên các bạn cần cài cho mình một cái driver nha. Đây. Driver tên là VB Cable Driver. Mình sẽ tải nó ở trên web này nha. Đây. Mình sẽ để link web này dưới phần mô tả, các bạn có thể copy và khi mà bạn dán ở đây. Và đây là trang chủ đó nha. Thì ở đây nó sẽ có hai cái link đó, link cho Windows và link cho MacBook. Thì bạn dùng máy tính nào thì bạn tải thôi. Vì đây là phiên bản miễn phí á, nên mình dùng được một luồng thôi, mình chỉ quản lý được một luồng thôi. Này, cable input nè, cable output nè. Còn nếu mà bạn muốn quản lý được nhiều luồng hơn á, bạn sẽ kéo xuống đây nha, kéo xuống đây, luồng A, luồng B, luồng C, luồng D, quá giờ luôn. Nhưng bạn cần phải đăng ký nha, đăng ký trả phí tầm khoảng 100 mấy ngàn á. Khi bạn đăng ký rồi, bạn có thể quản lý được nhiều luồng hơn. Bạn có thể cho hệ thống pin nè là thành một luồng nè, game nè một luồng nè, phần mềm YouTube nè một luồng nè, và các hệ thống nhạc nè. Rồi sau khi bạn tải rồi đó, mình sẽ ra một cái file nén này. Mình sẽ dễ nén ra bằng cách chuột phải, mình chọn là extract to. Rồi mình sẽ vào, thì ở phần cài đặt này mình sẽ chọn là VB setup, bạn chọn cái nào cũng được, mình chọn là x64 nha. Thì đây mình đã cài rồi nên mình không cài được nữa. Nếu bạn là người mới, bạn sẽ thấy là phần install, bạn chỉ cần nhấp là install thôi là để cài đặt. Rồi sau khi cài đặt rồi, mình sẽ kiểm tra coi nó cài đặt chưa bằng cách bạn nhấp vào đây cho mình nha. Rồi sau đó bạn nhập từ khóa là control panel. Đây mình bật lên, thì phần control panel bạn chọn mình là phần sau nha. Rồi bạn sẽ thấy là cable input nè ở phần playback, cable input, và phần recording là cable output. Khi mà bạn thấy những driver này là bạn đã cài thành công nha. Sau đó mình sẽ tắt đi. Rồi mình sẽ về nhập phần mềm OBS Studio. Bạn sẽ thấy luồng âm thanh của desktop, luồng âm thanh của mic. Thì luồng âm thanh của desktop nó bao gồm là âm thanh của hệ thống Windows, âm thanh game, âm thanh của các phần mềm nói chuyện giống như Discord, Zalo. Thì để mình kiểm tra là luồng âm thanh của desktop nó bao gồm những gì ở thời điểm hiện tại. Đó, bạn nhấp vào trong cái phần âm thanh nè, speaker nè. Bạn chuột phải cho mình nha. Rồi sau đó bạn chọn là Open Sound Setting. Ở phần này bạn kéo xuống với mình nha. Bạn thấy dòng là Advanced Sound Option, bạn chọn mình là App Volume and Device. Đây chính là những âm thanh riêng lẻ mà bị gộp thành âm thanh của desktop. Thì System Sound là âm thanh của hệ thống, âm thanh Discord nè. Chút nữa mình sẽ bật Google Chrome lên để mở nhạc thì nó sẽ hiện đây luôn. Rồi bây giờ bạn muốn tách ra như thế nào? Mình ví dụ đây là Discord đi. Discord thì bạn vào trong Discord cho mình. Rồi bây giờ bạn chọn vào trong bánh răng, cài đặt người dùng. Sau đó bạn chọn lên mình là giọng nói và video. Đây, bây giờ bạn để ý cho mình là thiết bị đầu ra. Thì mặc định nó sẽ lấy là speaker, là cái loa của mình á, cái loa tai nghe mình nói chuyện. Thì cái này mặc định nó sẽ phát vào trong cái âm thanh của desktop luôn. Thì mình sẽ nhấp vào đây, mình chọn là cable input. Đó, cable input, VB audio, virtual cable nè. Nó để cho nó tạo một cái luồng riêng biệt. Hoặc bạn có thể chọn nhanh bằng cách là ở đây, phần output nè, bạn kéo xuống, bạn chọn là cable input. Nhưng mà tuy nhiên một số nó bị lỗi á, sẽ ra 2-3 cái Discord luôn, nên bạn không biết chọn cái nào đó, nên bạn chọn trong đây cho chắc ăn nha. Rồi sau khi mình thêm cái âm thanh của Discord vào trong cái cable input rồi, mình sẽ xuất ra qua cái cable output nha. Mình vào trong OBS Studio, mình nhấp chuột phải vào phần sụt, mình chọn Add, mình chọn là Audio Output Capture. Đó này, âm thanh xuất ra nè. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái âm thanh này, ví dụ nha, mình đặt tên là Discord đi. Ok, thì ở phần device mình nhấp vào trong cable input là cái xuất ra từ cái cable input. Sau đó mình sẽ bỏ cái tích cái phần view define timestamp đi, bỏ tích đi để cho nó giảm delay. Sau đó mình chọn ok. Rồi sau khi mà bạn thêm âm thanh vào đây thì nó vẫn chưa có tiếng đâu, nó bị tắt tiếng. Mình sẽ bật tiếng lên bằng cách bạn nhấp vào trong bánh răng của Discord, bạn chọn là Advanced Audio Property. Đây thì bạn thấy trên Discord nè, bạn chiếu qua phần audio monitoring, bạn sụt xuống, bạn chọn là Monitor and Output. Rồi bây giờ bạn lưu ý mình này nha. Nếu mà bạn bật Monitor and Output thì bạn bắt buộc phải xóa cái desktop đi,
Sorted là có thể bạn có thể tắt đi đó. Bởi vì sao? Bởi vì monitor là phản chiếu, lúc đầu mình thêm Discord vô là Discord không có tiếng, mình cần phải phản chiếu lên để cho tiếng nó có lên. Thì khi mình phản chiếu thì vô tình nó sẽ lọt vào âm thanh của desktop đó, nó sẽ thu lần một. Còn output có nghĩa là nó tự thu luôn, thì suy ra là nó thu hai lần thì bị đọc tiếng. Bởi vậy nếu mà bạn bật monitor and output thì bạn bắt buộc phải tắt cái tiếng desktop đi. Còn nếu mà bạn muốn giữ nguyên âm thanh desktop thì bạn phải buộc chọn là monitor only, nó phản chiếu nhưng không thu. Phản chiếu là âm thanh nó sẽ vô desktop, không thu thì không thu, thì vẫn một âm thanh nó sẽ bình thường. Rồi vậy ok rồi, vậy bạn đã quản lý được cái âm thanh của Discord nha. Nếu trong quá trình livestream mà bạn không muốn cái âm thanh Discord nó thu vào thì bạn ẩn đi, hoặc là tiếng âm thanh của Discord lớn quá thì bạn thì giảm nhỏ lại. Đó thì những ví dụ này bạn có thể tạo ra những luồng âm thanh riêng biệt khác, nhưng mà nó chỉ được cho một luồng thôi, bởi vì mình là bạn miễn phí mà. Nếu bạn có điều kiện thì bạn có thể đăng ký trả phí thêm là luồng A, luồng B, luồng C, luồng D, với luồng miễn phí nữa là tổng cộng là gần 5 luồng, nếu bạn tha hồ tùy chỉnh luôn. Rồi tiếp theo là mình có cái mẹo nhỏ để dành cho các bạn nha. Có cái mẹo nhỏ để quản lý những luồng âm thanh khi mà bạn livestream cho nó dễ dàng hơn. Rồi mình thì xóa âm thanh của Discord đi. Rồi bây giờ bạn giao cho mình cái phần âm thanh nè, bạn chuột phải cho nó, bạn chọn là Open Sound Setting, sau đó bạn chọn là Add Volume and Device. Rồi thì ở phần này bạn muốn những âm thanh nào mà bạn muốn thu vào á thì bạn sụt xuống, bạn chọn là Cable Input nha. Cable Input thì đây mình ví dụ nha, Discord nè, khi mình nói chuyện với bạn bè livestream á thì mình muốn nó thu vào thì mình chọn là Cable Input, nếu bạn chọn theo mình nha. Google Chrome thì mình có cái bản nhạc để làm nhạc nền cho stream nè, thì mình cũng cần thiết thì mình thêm vô luôn đó. Mình chọn là Cable Input, thì nếu mà bạn bật game lên thì bạn thêm vô sau cũng được. Sau khi thêm vô rồi mình sẽ vào trong phần mềm OBS Studio, mình chuột phải, mình chọn Add, mình chọn là Audio Output Capture, mình đặt tên là âm thanh đó, mình đặt âm thanh cho dễ nhớ nha. Rồi sau đó mình chọn là Cable Input, mình bỏ tích đi, sau đó mình chọn OK. Rồi bây giờ phản chiếu lên là mình chọn âm thanh, mình nhấp bánh răng, mình chọn Advanced Audio Quality. Phần âm thanh này mình sẽ chọn là Monitor and Output. Sau khi bạn chọn Monitor and Output rồi, bạn sẽ tắt âm thanh của desktop đi, tắt đi. Như vậy là âm thanh mình vừa thêm vào nó sẽ bao gồm là âm thanh của Discord nè, âm thanh của Google Chrome nè. Sau khi mình chọn lọc những âm thanh mà cần thiết để vào trong livestream thì âm thanh của desktop nó sẽ không còn cần thiết nữa, mình sẽ tắt đi. Thì từ cách quản lý này mình có thêm một cái ví dụ nha. Thì có một bạn hỏi mình là bạn ơi, mình có hai cái web nhạc là mình gọi là web A, web B đi, mà web B mình muốn nó cho vào livestream làm nhạc nền, còn web A là mình muốn mình tự nghe nhưng mình không muốn thu vào trong OBS thì làm như thế nào? Thì từ cái mẹo quản lý âm thanh của mình á thì bạn có thể suy ra được tình huống này nha. Thì từ đầu Google Chrome là mình đã cho nó vào trong âm thanh cần thiết, thì khi mình nghe nhạc là nó sẽ thu vào đó. Thì Google Chrome mình sẽ chọn là những bài nhạc nền cho stream. Rồi bây giờ mình chỉ cần tải thêm một trình duyệt mới nữa, mình ví dụ là Google Cốc đi, nó cốc. Bây giờ mình chỉ cần nghe nhạc, mình mở nhạc nghe nhạc thoải mái mà nó không có bị thu vào trong OBS nha. Cốc nè, thì mặc định nó sẽ vào trong phần desktop, mà desktop mình đã tắt rồi, khá là hay không ạ. Rồi thì cái Phoebe Cable không chỉ giúp bạn quản lý được các luồng âm thanh dễ dàng hơn mà còn giúp các bạn cải thiện được chất lượng của mic hơn nha. Là bạn có thể cho những cái filter, những cái bộ lọc của mic qua các phần mềm như là Audition nè, Cubase nè, OBS nè, đó, để cải thiện được chất lượng của mic khi bạn livestream nè, khi bạn nói chuyện với bạn bè nè. Thì trên kênh mình đã có một video chia sẻ về cách này rồi, bạn có thể qua xem tham khảo nha. Thì video cách để quản lý các luồng âm thanh trên phần mềm OBS đến đây đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ấn nút like video này nếu video hết, và ấn nút đăng ký ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bạn.